Chiều nay, đoàn kiểm tra số 1, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thành phố Đà Nẵng cũng đã kiểm tra kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Sở Xây dựng thành phố. Theo báo cáo của Sở Xây dựng thành phố, thời gian qua đơn vị đã triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đạt được nhiều kết quả tích cực trong quy hoạch kiến trúc, phát triển đô thị và các nhiệm vụ khác. Công tác dân vận chính quyền được đẩy mạnh với nhiều giải pháp cải cách hành chính. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và sớm hàng đạt hơn 99%. Năm 2022, qua khảo sát trực tiếp và trực tuyến thì 100% ý kiến hài lòng với chất lượng dịch vụ hành chính công của Sở Xây dựng. Hiện nay 100% thủ tục hành chính liên quan của Sở được đơn vị thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Sở cũng đã đẩy mạnh việc phân cấp ủy quyền với 12 nội dung. Trưởng ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung ghi nhận những kết quả trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Sở Xây dựng thành phố. Đề nghị đơn vị tiếp tục chú trọng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, coi trọng hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh việc cải cách hành chính, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các đơn vị